Sáng nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự hội nghị. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết 382, công tác kỹ thuật được cấp ủy chỉ huy các cấp trong bộ đội biên phòng quan tâm đúng mức, đảm bảo trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trình độ khai thác, sử dụng, sửa chữa Bảo dưỡng trang bị kỹ thuật ngày càng được nâng cao, các cơ quan đơn vị coi trọng huấn luyện làm chủ trang thiết bị mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật, quy hoạch sử dụng trang bị, phương thức bảo đảm kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại để duy trì và nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội biên phòng thượng tướng lê huy vịnh yêu cầu đảng ủy bộ đội biên phòng cần tiếp tục chủ động sáng tạo tự lực tự cường huy động mọi nguồn lực của địa phương đầu tư cho công tác kỹ thuật triển khai đồng bộ công tác kỹ thuật kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cán bộ nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên sâu chú trọng huấn luyện cho các đối tượng trực tiếp khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới